Hello, chào mừng anh chị em đã quay trở lại với Beautiful Ca và lại là mình Nghĩa đây. Hôm nay là đầu tháng 12, cũng là ngày thứ hai mà chính thức áp dụng cái giảm lệ phí 50% đối với xe lắp ráp trong nước. Bây giờ những mẫu xe kiểu như Elantra nhá. Xin thưa với cả nhà là giá lăn bánh nó còn rẻ hơn cả giá niêm yết mười mấy triệu. Thật, giá lăn bánh giả rẻ giá niêm yết. Vẫn phải xin phép cả nhà là cầm điện thoại bởi vì không thể nhớ nổi được. Bảng này thì do các bạn bên Hyundai Lê Văn Lương làm, còn mình thì sẽ mang cái thông điệp truyền tải thôi. Đầu tiên, chiếc xe vẫn giảm giá nhiều nhất và có giá lăn bánh ít tiền hơn cả giá niêm yết, chính là dòng xe Hyundai Elantra. Elantra 2021 tại Việt Nam là cái form hiện tại như thế này, đang có 4 phiên bản 1.6 số sàn, tức là chiếc xe này này rẻ nhất, 1.6 số tự động, 2.0 số tự động và 1.6 turbo. Giá niêm yết của Hyundai thành công nhé là từ 569 cho đến 754 triệu. Chiếc xe này niêm yết 569 nhưng mà hiện tại lăn bánh ở tỉnh nhá, sau khi mà áp dụng cái mức khuyến mại là 50 triệu trừ thẳng vào giá bán cộng với lại 50% lệ phí trước bạ thì chiếc xe này giá niêm yết 569, còn lăn bánh ở tỉnh chỉ có 552 triệu thôi. Đấy, lăn bánh tại Hà Nội thì sẽ là 578 và lăn bánh tại Sài Gòn sẽ là 572 triệu. Nói chung quá rẻ, anh em nào ở tỉnh bây giờ sắm mẫu xe này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa không. 552 triệu trả góp thì anh em chỉ cần trả trước giúp mình khoảng 140 triệu thôi. Đấy là có một chiếc xe hạng C nhá, ngon lành, bóng bẩy, chạy gia đình, chạy xe hoa, chạy dịch vụ kết hợp. Elantra ngon nhất luôn. Đấy, các mẫu xe khác của Elantra thì mình show trên màn hình, anh em xem nhé. Cao nhất là Elantra Turbo 754 triệu, nếu mà lăn bánh ở Hà Nội thì còn 759. Và lăn bánh tại các tỉnh thành khác chỉ có 732 triệu thôi, trả góp 180 triệu. Đấy, là mẫu Hyundai Elantra. Chiếc xe tiếp theo mình muốn gửi tới với cả nhà, đây là chiếc Hyundai Tucson. Giá ở thời điểm này thì chắc chắn là không thể nào tốt bằng giá tháng trước được. Đấy là chia sẻ với cả nhà như vậy. Mức khuyến mại sẽ bị co lại. Đối với dòng Tucson này thì các phiên bản như là tiêu chuẩn này, turbo và máy dầu thì đều bị co khuyến mại lại. Chỉ còn có mỗi một xe sẽ bị mất đi 10 triệu khuyến mại cả nhà nhé. Và đối với Tucson này thì mình sẽ có 4 bản, bao gồm bản tiêu chuẩn này, bản đặc biệt, bản máy dầu cũng như là bản turbo. Giá hiện tại sau khi mà áp dụng cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ nhé, thì ví dụ như dòng Hyundai Tucson tiêu chuẩn giá niêm yết là 783 triệu, anh em vẫn được giảm 28 triệu. Và sau khi tính tất cả các chi phí bao gồm 50% lệ phí trước bạ này, biển số, đăng kiểm và trì đường bộ, nếu anh em mình mua Hyundai Tucson tiêu chuẩn mà lăn bánh ở tỉnh thì sẽ tròn 800 triệu. Cụ thể là 799 triệu nhá, ăn bớt 1 triệu. Tại Hà Nội thì sẽ là 827 triệu và tại các tỉnh thành khác là 819 triệu. Phiên bản được khuyến mại nhiều nhất trên dòng Hyundai Tucson là phiên bản Hyundai Tucson Turbo. Giá niêm yết của Hyundai Tucson Turbo là 914 triệu và sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ cộng với hỗ trợ 46 triệu trừ thẳng vào hóa đơn thì anh chị em mình lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 948 triệu, lăn bánh tại tỉnh thành khác là 939 và lăn bánh tại các tỉnh nhỏ nhất là 919 triệu. Đấy, anh em trả góp chỉ cần 224 triệu thôi. Nói chung là giá của Hyundai Tucson thời điểm này mình nghĩ là rất hợp lý. Bản tiêu chuẩn lăn bánh có 800, bản đặc biệt lăn bánh tại tỉnh là 807, cao hơn thì có turbo lăn bánh 919 và cuối cùng là Tucson máy dầu có 936 triệu thôi. Thật sự rất hợp lý luôn, một chiếc xe 2021 mới tinh. Santa Fe là mẫu xe đầu bảng của nhà Hyundai và nếu cách đây 1-2 tháng anh chị em nào mà đã nghe Nghĩa mua xe trước đi, hỗ trợ 50 triệu này xong ngừng cho đến tháng 12 này mới đăng ký thì đến tháng 12 này đăng ký mình lại được hỗ trợ thêm 50% lệ phí trước bạ nữa. Nếu là ở tỉnh nhá, anh em tiết kiệm được khoảng 5-60, ở Hà Nội thì khoảng tầm hơn 7-80 luôn. Đấy, nếu mà anh chị em nào không nghe Nghĩa thời điểm trước mua thì bây giờ hoàn toàn mình phải mua theo mức giá nguyên giá, tức là đúng như giá niêm yết của nhà máy nhá. Và thực sự cái dòng Santa Fe bây giờ rất là hạn chế luôn, rất là ít xe trên thị trường. Anh em nào mua nhanh chốt nhanh thì mình sẽ có xe đi trước Tết. Đối với dòng Santa Fe này thì anh chị em mình biết rồi, nó sẽ có hai tùy chọn về động cơ là xăng hoặc dầu. Mỗi tùy chọn về động cơ thì mình sẽ có 3 phiên bản, bao gồm bản thường, bản đặc biệt và bản cao cấp. Rẻ nhất là Santa Fe máy xăng bản thường, còn cứ máy xăng với máy dầu mà cùng bản thì sẽ lệch nhau 100 triệu nhá. Đấy, rẻ nhất là Santa Fe xăng thường, giá niêm yết là 1.030 tỷ. Sau khi áp dụng thuế trước bạ 50% thì mình còn lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 1.117 tỷ, tại Sài Gòn là 1.107 tỷ và tại các tỉnh thành khác là 1.087 tỷ, trả góp tối thiểu từ 263 triệu. Đấy, các phiên bản khác thì mời anh chị chúng ta nhìn thẳng trực tiếp trên màn hình hộ Nghĩa nhé. Anh chị nào có nhu cầu báo giá chi tiết về dòng Santa Fe này, rất nhiều anh chị quan tâm, anh chị có thể điền form hoặc là liên hệ trực tiếp với hotline mà Nghĩa đính kèm trên video nhé. Chiếc xe tiếp theo mà Nghĩa muốn cập nhật giá cho cả nhà mình là chiếc Kano nhá, Hyundai Kona. Hyundai Kona vẫn có 3 bản này, tiêu chuẩn, turbo và bản đặc biệt. Nếu mà so về chương trình khuyến mại thì anh em mua xe tháng 12 này so với tháng trước là mình bị
cắt mất khoảng 10 triệu tiền khuyến mại. Ví dụ như phiên bản tiêu chuẩn nhá, tháng trước thì anh em được khuyến mại 52 triệu trừ thẳng hóa đơn, tháng này chỉ còn 42 triệu thôi. Nhưng mà bù lại thì tháng này mình lại được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, nên là về cơ bản thì nếu mà tính anh em nào mua xe tháng trước với mua xe tháng này mà đã ra biển số rồi thì tháng này mình vẫn được rẻ hơn khoảng 20 triệu so với lại tháng trước nhá. Rất hợp lý. Mình cập nhật giá một chút này. Hyundai tiêu chuẩn giá niêm yết sẽ là 624 triệu. Nếu mà mình lăn bánh tại Hà Nội thì sẽ là 644 triệu. Giá đấy nhá là đã được tính trừ thẳng vào hóa đơn 42 triệu này. Xong lại còn được giảm 50% lệ phí trước bạ nữa, rất là hợp lý. Tại Sài Gòn là 638, tại các tỉnh thành khác là 618 triệu nhá, và trả góp tối thiểu là 153 triệu. Bản cao nhất của dòng Hyundai Kona này là Hyundai 1.6 Turbo, giá niêm yết là 736 triệu, giảm 55 triệu trên hóa đơn. Quá là ngon luôn thật. Nếu mà so tháng trước tháng nay là vẫn giảm 55 triệu đấy, không khác gì nhau đâu. Và lăn bánh tại Hà Nội sau khi áp dụng thuế trước bạ 50% thì còn có 750 triệu. Rẻ thực sự. Niêm yết có 736, lăn bánh 750. Đây là những con số phải nói cực kỳ hợp lý. Nếu mà anh chị em nào thích một mẫu xe nhỏ gọn, gầm cao, đi phố tốt, rất là chắc chắn thì Kona sẽ là sự lựa chọn rất thú vị. Đây sẽ là một tin vui cho khách hàng đã mua xe rồi của tháng trước, được khuyến mại rất nhiều. Nhưng mà đến tháng này thì thực sự là ngoài việc không còn khuyến mại nữa, thậm chí giá Accent còn tăng nhá. Trừ duy nhất phiên bản Accent MT số sàn màn đủ thì vẫn được hỗ trợ 21 triệu. Còn đối với lại phiên bản Bay này đấy thì mình được hỗ trợ 28 triệu. Trong khi đó hai phiên bản số tự động là hai phiên bản bán chạy nhất thì giá tăng lên 7 triệu so với tháng trước. Tức là Accent nhá, 1.4 AT bản thường ấy, bản số tự động bản thường, niêm yết có 495, nhưng mà thực ra giá bán thực tế thời điểm này 502 triệu luôn, quá cao. Vẫn may được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ nên là lăn bánh sẽ rơi vào là 557 triệu. Sài Gòn thì sẽ là 552, còn tỉnh là 532. Bản cao nhất của Accent, bản full, giá này bán, tháng này bán giá tận 542 triệu mà còn rất ít xe, không có xe để bán. Lăn bánh Hà Nội 599, Sài Gòn 594 và tỉnh là 574 triệu. Đấy. Nếu mà Accent này nhá, mà rẻ nhất, anh em mua cho mình bản Bay, số sàn, bản thiếu, giá niêm yết 418, hỗ trợ 28 triệu, anh em phải trả 390 thôi. Lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 404, tại các tỉnh thành khác là 416 triệu, trả góp thì tầm 105 triệu là ok, đủ. Đấy. Mình nghĩ là Accent vẫn là một chiếc xe có giá khá ok. Chiếc xe cuối cùng và cũng là chiếc xe nhỏ nhất của nhà Hyundai nhá, là chiếc Hyundai 10. Như thường lệ thì vẫn có 6 bản, hai kiểu dáng là hatchback một đầu và sedan hai đầu. Tháng này thì tất cả các xe i10 vẫn giữ nguyên khuyến mại so với tháng trước, rất ngon. Cao điểm nhất vẫn là i10 sedan, tức là số tự động hai đầu bản đủ, anh em sẽ được hỗ trợ tới 43 triệu trên hóa đơn và vẫn được hỗ trợ thêm 50% lệ phí trước bạ. i10 sedan là phiên bản cao nhất, giá cũng cao nhất luôn, 455 triệu là giá niêm yết. Giá bán thực tế giảm 43 triệu chỉ còn 412 thôi. Sau khi áp dụng 50% lệ phí trước bạ thì mức lăn bánh của i10 sedan tại Hà Nội sẽ là 465 triệu. Tại các tỉnh thành nhỏ nhất thuế 10% thì sẽ là 440 triệu. Đấy. Một mức giá mình nghĩ là rất hợp lý. Còn ví dụ như chiếc i10 này, đây là phiên bản hatchback số tự động này. Bản này là bán chạy nhất. Thì giá niêm yết là 435, anh em vẫn được hỗ trợ 23 triệu nhá, còn 412 giảm thuế đi thì đăng ký vào mình sẽ trả tại Hà Nội là 463 triệu, tại Sài Gòn là 459, tại các tỉnh thành khác thì có 439 triệu thôi. Một mức giá mình nghĩ là sẽ cạnh tranh tốt với lại VinFast Fadin tại thời điểm này. Đấy. Anh em nào quan tâm về mẫu i10 này nhá, mà muốn mua bản rẻ nhất thì mình mua bản Bay. Bản Bay bản số sàn ấy, 360 triệu niêm yết, giảm 32 triệu còn có 328 và đăng ký lăn bánh tại tỉnh chỉ có 351 triệu thôi. Đấy. Lại tiếp tục một chiếc xe mà giá lăn bánh còn nhỏ hơn cả giá niêm yết. Ok, nếu anh em có nhu cầu quan tâm về các mẫu xe của Hyundai, vui lòng comment xuống phía dưới giúp mình nhé. Hoặc là liên hệ trực tiếp vào số hotline mà mình đã đính kèm trên video. Các bạn ở bên Hyundai Lê Văn Lương sẽ liên hệ trực tiếp và báo giá chi tiết cho cả nhà mình luôn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những bản tin mới nhất về ô tô nhé.